Sau 3 năm vận động, chiều ngày 11 tháng 10, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã chính thức được ra mắt. Sự ra đời của Hiệp hội này được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt trong hành trình biến di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam thành tài sản cho quốc gia. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Cuisine Culture Association, gọi tắt là VCCA. Hiệp hội có trên 300 hội viên tham gia và ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Travel được bầu làm chủ tịch. Hiệp hội được thành lập dựa trên 3 tôn chỉ chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tôn tạo, khai thác, lưu giữ và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam trong nhân dân, đồng thời tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về bản sắc văn hóa ẩm thực Việt và thực hiện quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Trong đó, mục tiêu quan trọng là đưa văn hóa ẩm thực trở thành tài sản quốc gia vào năm 2030. Văn hóa ẩm thực Việt chính là tâm hồn và phong cách của người Việt. Nó lưu giữ những nét văn hóa, những nhân sinh quan, thế giới quan của người Việt, về cái đạo lý của người Việt thông qua câu chuyện lần lăng liêu, thông qua cái chuyện bánh chưng bánh dày, và nó cũng là cái con đường, cái cơ hội để thúc đẩy phát triển cái sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp chế biến nông hải sản thực phẩm để biến thành nó thành một cái ngành để đưa vào trong cái văn hóa ẩm thực Việt Nam để biến nó thành một ngành kinh tế xuất khẩu tại chỗ. Để thực hiện các mục tiêu trên, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã tự đặt cho mình hàng loạt kế hoạch hoạt động như tổ chức các sự kiện nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam, xây dựng định chuẩn văn hóa ẩm thực Việt Nam, quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới thông qua các hội thảo, các hội chợ du lịch và các lễ hội, cũng như tổ chức các lớp đào tạo cho các hội viên.